Kính chào bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục kỳ này, mời bà con cùng đến với phong trào trồng rau nuôi tằm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Nếu như trước kia, đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây chỉ biết trồng cà phê hay bắp để kiếm sống, thì nay nhờ cây dâu con tằm, bà con đã có cuộc sống ổn định hơn. Buôn Chuối, Thực Nghiệm, Cổng Trời, Hang Hớt là bốn thôn đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà. Nếu như trước đây bà con chỉ phụ thuộc vào cây cà phê hay chăn nuôi nhỏ lẻ, thì hiện tại đồng bào Cờ Ho nơi đây đã biết trồng dâu hái lá, biết lên nong, lên né, làm ra những chiếc kén trắng tinh để xây dựng kinh tế gia đình. Ông Ca Thiên là người có uy tín trong cộng đồng người Cờ Ho ở thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, và cũng là người đầu tàu trong phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm ở đây. Mặc dù chỉ với diện tích nhỏ, nhưng cũng đủ để ông nuôi tằm mỗi tháng một lần. Thu nhập từ nuôi tằm ổn định và cao hơn so với trước kia nhiều lần. Trồng dâu nuôi tằm này nó giúp ích cho các hộ gia đình trong đấy, thì là để có cái đồng tiền sinh hoạt hàng ngày. Rồi so với người Kinh thì họ nuôi 5-6 sào trong một hộ. Còn bà con dân tộc ở đây, nói thôn Thực Nghiệm nói riêng, là xã Mê Linh nói chung, thì thôn Thực Nghiệm trong đó thì là cái vì cái diện tích đất nó eo hẹp, cho nên thì mỗi hộ 2-3 sào mà trở lại mà thôi. Cho nên họ trồng để mà nuôi, để mà cũng như cải thiện lại cái đời sống gia đình hàng ngày. Cũng như ông Ca Thiên, trưởng thôn Thực Nghiệm, anh Ca Niêm cũng tranh thủ thời gian nhàn rỗi để trồng dâu nuôi tằm. Với diện tích 500 m² dâu, mỗi tháng anh nuôi một lứa tằm và mang về thu nhập khoảng 7 triệu đồng. So với trước đây, khi người dân chưa biết trồng dâu nuôi tằm, chỉ biết làm cà phê, trồng bắp, thì hiện nay đời sống ổn định hơn nhiều. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở đây còn được hỗ trợ nong, né. Trồng dâu cũng không mất tiền hom giống. Kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm cũng được chỉ dẫn cẩn thận. Có gì không hiểu, bà con lại học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau. Được nhà nước hỗ trợ về bên mặt trận, mặt trận xã hỗ trợ trồng dâu nuôi tằm để bà con phát triển kinh tế, xã hội, cũng như là phát triển cho gia đình. Cũng bản thân tôi cũng như thế, là tôi cũng là một trưởng thôn, là mình phải là làm gương đi đầu cho bà con noi theo. Một tháng nếu mà tôi nuôi đạt là tôi cũng được 6-7 triệu một tháng. Nói chung là về trồng dâu nuôi tằm á, phát triển kinh tế nó khác so với trồng cà phê. Một sào trồng dâu có khi là mình thu nhập có khi hơn cà phê nhiều. Vì cà phê là một sào chỉ thu được khoảng 2-3 tạ nhân thôi, nhưng mà trồng dâu nuôi tằm là một năm có khi là mình thu nhập có khi hẳn khác hẳn so với thu nhập cà phê. Công việc trồng dâu nuôi tằm hiện nay không khó như trước. Một gia đình chỉ cần một người chăm sóc cho ăn. Bố mẹ đi làm xa, các em nhỏ ở nhà cũng có thể giúp bố mẹ chăm sóc nong tằm. Như em Ca Sâm mới 13 tuổi, học lớp 7, nhưng ngoài giờ học thì những nong tằm trong nhà đều do em chăm sóc. Mùa hè này, Ca Sâm là lao động nhỏ tuổi, nhưng lại là lao động chính phụ trách chăn tằm. Con chăm tằm rất dễ, chỉ cho nó ăn với hái dâu. Tằm còn nhỏ, cắt dâu cho tằm ăn. Nếu tằm nhiều hết dâu, cho con đi hái. Còn tằm to, nếu tằm lớn rồi con để nó ăn. Nếu tằm chín, con phụ ba mẹ nhặt tằm chín để trên nấy. Không chỉ ở Thực Nghiệm, hàng chục gia đình bà con Cờ Ho thuộc bốn thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Mê Linh đã thoát đói, thoát khổ từ cây dâu con tằm. Trong đó nhiều nhất là thôn Hang Hớt, 31 hộ trồng dâu nuôi tằm, Thực Nghiệm 10 hộ và Buôn Chuối 4 hộ. Mấy năm trước bà con trồng cái dâu màu đen, cái diện tích ví dụ 3 sào mới nuôi được một hộ. Thực trạng mà nói hiện nay bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng được sự thống nhất từ Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Mê Linh, Mặt trận Tổ quốc xã tham mưu cho Đảng ủy phối hợp với Ủy ban nhân xã xây dựng kế hoạch chuyên phát triển kinh tế vùng đồng bào dân
đặc biệt là hai loại cây trồng chuyên cây cà phê với là nuôi tằm, mà trong đó là chủ lực là cây dâu con tằm. Như thế thì hiện nay là theo tôi thấy phụ trách cái mạng này thì hiện nay bà con nuôi tằm rất là hiệu quả, đạt sản lượng kén nó đạt. Hiện nay thì một hộp bà con nuôi tằm khoảng độ 54, bình quân 54 kg một hộp. Về phía chính quyền địa phương đánh giá là bà con dân tộc nuôi tằm coi như là tương đương gọi là theo kịp người Kinh rồi. Nhanh thu, diện tích đất ít, ổn định là những ưu điểm của nghề trồng rau nuôi tằm. Và việc xác định đúng nhu cầu của bà con, hỗ trợ nông né, hỗ trợ giống dâu, hướng dẫn kỹ thuật của Mặt trận Tổ quốc đã làm bàn đạp để nghề trồng rau nuôi tằm phát triển trong vùng 4 thôn dân tộc thiểu số xã Mê Linh, giúp đời sống của bà con ngày một tốt hơn, no ấm hơn, hạnh phúc hơn. Bà con và các bạn thân mến, tận dụng các lòng hồ thủy điện ở các địa phương, nhiều nông hộ đã phát triển mô hình chăn nuôi cá thương phẩm trên lòng hồ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hơn 20 nông hộ nuôi cá ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2, huyện Di Linh cũng đã phát triển kinh tế theo hướng này. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Hơn 100 lồng cá ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 là kế sinh nhai của hơn 20 hộ chăn nuôi thôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Tiến có nhiều lồng cá nhất ở khu vực này. Khoảng 20 lồng cá với đủ chủng loại, từ cá diêu hồng, rô phi, cá trắm. Với nguồn nước trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 trong sạch quanh năm, nên việc nuôi cá ở đây rất thuận lợi. Đàn cá cho chất lượng và trọng lượng tốt. Mỗi ngày ông Tiến cung cấp 50 kg cá cho thị trường trong vùng, với giá bán ổn định 39.000 đồng một kg. Nhờ những lồng cá này mà thu nhập của các hộ chăn nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 được nâng cao đáng kể. Đầu tiên là đắp thủy điện đồng hồ này. Đi qua đôi biến đò này, thấy cái đồng hồ này nó thuận tiện đi để người lao động mình chăn nuôi. Bởi ham thích cái nghề chăn nuôi này, cho nên bắt đầu là nên xã đâu đăng ký là nuôi cá tại đồng hồ này. Thấy hiệu quả thì đầu tiên thì nó cũng tất nhiên nó có rủi ro, nhưng vì sau thì được chính quyền địa phương hỗ trợ rồi mình rút kinh nghiệm ra thì mình chăn nuôi cũng thấy có đạt hiệu quả. Xã thì bởi vì cái nuôi cá này này thì đầu tiên mình về tự mình tìm hiểu rút kinh nghiệm cái bệnh tật ở đồng hồ này. Bởi cái đồng hồ này nó có hai yếu tố bệnh tật thôi. Thứ nhất là thối mang. Đấy, thối mang thì cái bệnh thối mang này bởi khi thời tiết mà nó giao mùa nó oi bức thì nó thối mang. Thì mình bắt đầu mình tìm thuốc mình xử trí về cái bệnh thối mang ạ. Theo lãnh đạo xã Tân Nghĩa, nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 chính là hướng đi mới của địa phương. Nếu so với việc chăm sóc cà phê, cây trồng chủ lực ở xã Tân Nghĩa, thì nghề nuôi cá cho thu nhập cao hơn. Cụ thể với 20 lồng cá, mỗi tháng người chăn nuôi có thể mang về khoản thu nhập vài chục triệu đồng. Nên là địa phương cũng khuyến khích những bà con mà có cái nghề nuôi cá hồi xưa đó, thì họ đến đây họ sinh sống và họ cũng chăn nuôi cá từ cũng được 5-7 năm rồi. Hiện nay là cái cá mà nuôi ở đây là chủ yếu là cá điêu hồng, rồi cá chấm cỏ, nhưng mà vừa rồi được khuyến nông tỉnh đó, cũng như khuyến nông của huyện thì cũng đang thử nuôi cái cá lăng và cá hô nữa. Tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 để nuôi trồng thủy sản đang mở ra một hướng phát triển mới tại Tân Nghĩa, tạo tiền đề để địa phương tái cơ cấu ngành nghề theo hướng kết hợp nông, ngư nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Hiện ngoài các loại cá phổ biến ở địa phương như cá trắm, rô phi, diêu hồng, thì các hộ nuôi cá ở Tân Nghĩa cũng đang từng bước thử nghiệm nuôi cá hô, một loại cá đặc sản của miền Nam. Bước đầu có thể nhận thấy loại cá này thích hợp với vùng nước nơi đây, giúp người chăn nuôi cá có thêm hướng đi hợp lý trong chăn nuôi, từ đó nâng cao thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thưa bà con và các bạn, các cây có múi như quýt, cam, chanh, bưởi thường có nhiều loại dịch hại nguy hiểm, là nguyên nhân làm giảm năng suất và chất lượng. Vì vậy, việc phòng trừ dịch hại trên cây có múi là vấn đề được đặc biệt chú ý.
mời bà con tìm hiểu các phòng trừ dịch hại trên các loài cây có múi. Các loài dịch hại chủ yếu thường có trên cây có múi gồm nhiều loài sâu, nhện và bệnh. Về sâu hại, đáng chú ý là sâu vẽ bùa, rầy chõng cánh, rệp, bọ trĩ, sâu đục quả. Về bệnh có các bệnh tháng thư, ghẻ, loét vi khuẩn, đất thân xị mũ, vàng lá gương xanh, vàng lá thối rễ. Nhóm nhện hại gồm các loại nhện đỏ, nhện trắng, nhện vàng. Thành phần tiên địch trên các cây có múi cũng rất phong phú, gồm các loài ăn thịt như nhện, kiến vàng, bọ rùa, các loài ong ký sinh và nhiều loài vi sinh vật đối kháng với nguồn bệnh. Các loài tiên địch có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hạn chế dịch hại. Để có cây trồng khỏe và bảo vệ tiên địch, cần áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp cụ thể, thích hợp với đặc điểm sinh thái và tập quán canh tác từng vùng. Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh, Phó trưởng Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Viện Cây Ăn Quả miền Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch hại trên cây có múi và cách quản lý hai loại bệnh vàng lá gương xanh và vàng lá thối rễ. Phải dùng giống cây sạch bệnh, nếu phát hiện có cây bệnh thì phải loại bỏ ngay. Trồng cây chắn gió, trồng sen cây chống rầy chống cánh, như dùng biện pháp chống đẩy, trồng cây nguyệt quế. Không trồng với mật độ quá dày, tỉa cành tạo tán. Bón vôi vào đầu và cuối mùa mưa. Bón đầy đủ các loại phân hữu cơ, vi sinh. Kiểm tra vườn thường xuyên để phát hiện bệnh kịp thời. Tránh trái bị sâu nên dùng biện pháp bao trái hoặc bẫy đèn. Phun thuốc bảo vệ thực vật nhưng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn và đảm bảo đủ thời gian cách ly. Trường hợp cây thiếu dinh dưỡng phải dùng phân bón qua lá để cây có thể hấp thu nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.